Xin chào tất cả các bạn, những bạn nào đang sử dụng ứng dụng ở ngân hàng mới banh, lúc chúng ta đăng ký tài khoản, chúng ta dùng chứng minh nhân dân của chúng ta 9 chữ số để đăng ký. Lúc đó chúng ta chưa có căn cước công dân gắn chip thì chúng ta đang có chứng minh nhân dân để chúng ta đăng ký đúng không ạ? Thì tới thời điểm hiện tại bây giờ mình mở app lên hôm nay, mình có nhận được một thông báo, thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Ngân hàng thông báo chứng minh nhân dân 9 số sắp hết hạn, quý khách cần cập nhật giấy tờ tùy thân sang căn cước công dân gắn chip để không bị chặn giao dịch online theo thông tư ngày 17/2024. Thông tin ngân hàng: những bạn nào đang sử dụng ứng dụng ngân hàng mới banh, chúng ta chưa chuyển đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip thì chúng ta sẽ phải chuyển đổi nhé. Nếu chúng ta không chuyển đổi thì từ ngày 1/1/2025 thì chúng ta sẽ bị chặn giao dịch online nhé. Chúng ta sẽ không thể giao dịch được, bắt buộc chúng ta phải chuyển sang thì chúng ta mới giao dịch được nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn tất cả các bạn là chuyển chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip nhé. Trước khi vào phần nội dung chính thì các bạn đừng quên để cho Tiên một sub, một like, một share, một đăng ký kênh và ấn một chuông để luôn theo dõi và luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu sau intro nhé. Bắt đầu thôi. Để các bạn có thể chuyển đổi chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip, trước tiên thì các bạn sẽ mở app ứng dụng ngân hàng mới banh của bạn lên cho mình nhé. Khi các bạn mở lên mà các bạn có thông báo như của mình thì các bạn sẽ ấn cập nhật ngay cho mình nhé. Còn bạn nào không thấy thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể chọn vào để chúng ta cập nhật chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip nhé. Các bạn sẽ ấn bắt đầu cập nhật ngay cho mình nhé. Khi các bạn ấn chọn cập nhật thành công rồi thì nó sẽ chuyển giao diện màn hình điện thoại của các bạn sang giao diện mới nhé. Đấy, thì đây là cách thứ nhất. Đấy, các bạn sẽ ấn cập nhật ngay cho mình. Cách thứ hai, sau khi các bạn đã đăng nhập vào ứng dụng rồi thì các bạn sẽ có thông báo hình ảnh ở trên màn hình điện thoại của các bạn nhé. Bạn không thể giao dịch online nếu như không xác thực tài khoản chính chủ bằng căn cước công dân gắn chip nhá. Đấy, thì các bạn sẽ ấn mở đến cho mình nhá. Đấy, thì các bạn sẽ nhận ngay 3.000 điểm nhá, hoặc là các bạn cũng có thể chọn cho mình này, có hình ảnh con người ấy thì các bạn sẽ ấn mở đến cho mình nhá. Đấy, thì tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là giấy tờ tùy thân nhá, các bạn sẽ ấn mở đến cho mình này. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang giao diện như cũ nhá. Đây là cách để chúng ta có thể vào để cập nhật chuyển chứng minh nhân dân của chúng ta sang căn cước công dân nhá, gắn chip nhá. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn cập nhật ngay cho mình nhá. Rồi đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ ghi số căn cước công dân gắn chip của các bạn vào đây cho mình nhá. Sau khi các bạn đã điền số căn cước công dân gắn chip của các bạn xong rồi thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình nhá. Rồi đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ bắt đầu quét khuôn mặt của các bạn cho mình nhá. Các bạn quét đủ ánh sáng, không bị nhòe, không bị lóe nhá. Đấy, thì các bạn sẽ lưu ý cho mình. Nếu các bạn đeo kính thì các bạn sẽ bỏ kính ra cho mình nhé. Bây giờ là đang xử lý nhé. Vui lòng chụp mặt trước căn cước công dân. Rồi, đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị căn cước công dân gắn chip của các bạn cho mình nhé. Các bạn sẽ chụp mặt trước, mặt sau. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chụp căn cước công dân của mình nhé. Đây là video hướng dẫn để các bạn chụp ảnh nhé. Đấy, thì các bạn sẽ ấn bắt đầu đồng ý cho mình nhé. Sau khi các bạn chụp xong rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn chọn cho mình. Vui lòng chụp mặt sau căn cước công dân. Sau khi các bạn đã chụp mặt sau căn cước công dân gắn chip của các bạn xong rồi thì các bạn sẽ ấn chọn cho mình. Rồi ok, như vậy là mình đã xác nhận chụp mặt trước mặt sau căn cước công dân gắn chip của mình thành công nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ kiểm tra căn cước công dân gắn chip của bạn nhá. Đây là video hướng dẫn nhá. Đấy, thì các bạn sẽ làm như video này. Đấy, để các bạn có thể quét căn cước công dân gắn chip. Nếu điện thoại của bạn đang đeo ốp thì các bạn sẽ bỏ ốp ra nhá. Đấy, thì các bạn sẽ quét cái chỗ phần có con chip ấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra thiết bị của mình nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ lơ thẻ căn cước công dân của bạn gắn chip ấy. Các bạn sẽ lơ vào gần điện thoại của bạn cho mình nhé. Lơ cái con chip ấy gần vào gần camera của các bạn nhé. Các bạn sẽ di đi di lại lúc nào được ok thì thôi nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã hoàn tất đọc thẻ thành công nhé. Ok, đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là hoàn tất kiểm tra nhé. Bạn sẽ ấn chọn mới cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ xác nhận thông tin trực tuyến của bạn cho mình nhé. Loại giấy tờ này, số giấy tờ nhé, ngày cấp, họ và tên này, giới tính này,
ngày sinh này, địa chỉ thường trú nhá. Đấy, thì các bạn sẽ xác nhận lại thông tin của bạn đã trùng khớp với thẻ căn cước công dân gắn chip của bạn chưa. Sau khi các bạn đã xác nhận thông tin của bạn đã đúng hết rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình là tích vào chỗ ô tròn này cho mình nhé. Tôi đã lọc và hiểu với các điều khoản và điều kiện của MB Bank nhé. Đấy, rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình. Đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mã PIN LGITA OTP cho mình nhé. Đấy, giờ thì mình sẽ bắt đầu nhập mã PIN của mình nhé. Sau khi các bạn đã nhập mã PIN của bạn xong, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận LGITA OTP của bạn cho mình nhé. Đấy, mã OTP đây thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình. Như vậy là mình đã thay đổi hồ sơ của mình thành công nhé. MB sẽ sử dụng giấy tờ tùy thân của bạn để xác nhận và thực hiện các giao dịch nhé. Đấy, như vậy là mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn chuyển đổi từ chứng minh nhân dân chín số sắp hết hạn của chúng ta sang thẻ căn cước gắn chip của chúng ta thành công nhé. Thì video của mình cũng xin dừng tại đây. Mình xin chúc tất cả các bạn đã chuyển đổi thành công nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub, một like, một share và một đăng ký kênh và ấn một chuông để luôn theo dõi và luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.